tại Hải Phòng. Hàng rào chắn cộng lại 4 mét rồi. Cơ hội cho thể thao kia. Bóng rơi tự do. Đó là Thạch Đen và anh đã có quả. Tăng kinh công 2m02. Vẫn là Thạch Đen. Một chắn, vừa rồi chỉ có một chắn truyền 2 từ Hiếu. Quân mình điểm số cho Học viện 4-0. Tấn công của Học viện lúc này là Thạch Đen biên 4, Vũ Văn Đài đến từ Thái Bình ở vị trí số 3. 32 hàng sau của Bùi Văn Cường. Phòng thủ tốt của Tiến Hiệp, cơ hội phản công Khang Kinh Công. Đó là Thạch Đen biên 4. Phá chắn thành công. Ngày hôm nay Thạch Đen đã rất bon ngay từ những điểm số đầu tiên. Chàng trai đến từ Bình Dương, có quê gốc ở Quảng Trị, đã ghi điểm thứ 5 cho Học viện Cảnh sát, điểm bóng 5-6. Có 3 điểm. Rồi cho Học viện. Và phản công tốt của các đội Học viện. Điểm 13, 15. Quả núi rất lớn. Thể công. Khi thể công mang đến với Ninh Hiệp một dàn đầy đủ hai thế. Sự xuất sắc của Quốc Duy nữa. Đáng tiếc là khán giả mải xem quá. Không sao cả, cơ hội còn rất nhiều cho Bùi Văn Cường và các đồng đội lấy quả. Và chắn bóng của các thủ Học viện rút ngắn điểm số 11-12. Học viện cố lên. Đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất có thể. Và lúc này thì Thạch Đen đã lên tiếng. Xin chào 4.700 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn xem thấy hay thì cho Đuông xin một chia sẻ mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chắn bóng trước thành công của phụ công Phạm Anh Tài. Để chuyên cày sân bê tông không đau gối. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì các bạn nhắn tin vào fanpage bóng chuyền HD Live hoặc Zalo 0989 202 998 để được tư vấn cụ thể. Những mẫu giày có size từ 37 đến 45, có cả nam và nữ. Giá là 680.000. Chuyển khoản trước, anh chị em đã được tặng một bộ quần áo thi đấu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 5 của thể công. Và phá chắn của Thạch Đen. Điểm cho Học viện 12, 11. Chắc chắn là có quả. Ở giải đấu của Ninh Hiệp, bất cứ pha phát bóng nào ăn điểm trực tiếp, dù tấn công hay phát bóng bay mà rơi xuống sàn không ai đỡ là có quả. Vừa rồi cầu thủ phát bóng tấn công trực tiếp rất mạnh, đó là Thạch Đen. Anh đang sinh sống tại Bình Dương nhưng quê gốc anh tại Quảng Trị, đã cai trong đội hình của Mỏ Đồng và bây giờ anh đang trở lại Hải Phòng. Và chắn bóng tốt của Học viện Cảnh sát, set point cho Học viện Cảnh sát 20-18. Các bạn ạ, pha tấn công của Nguyễn Phu Hoàng vừa rồi nếu tăng lực lên một chút thì sẽ có phần thưởng. Lăn xả của thể công vẫn còn. Lại là Thạch Đen. Lần thứ 2 Thạch Đen đã phá chắn thành công. Ngày hôm nay Thạch Đen thi đấu đang rất hung, đặc biệt là trận đấu gặp thể công. Một điểm nữa cho Học viện Cảnh sát. Điểm cho Học viện 8-11. Rồi cho Học viện phản công. Bóng trong sân. Điểm cho Học viện 9-11. Rất may. Lần này lại là Thạch Đen. Những pha pha tấn công không uy lực nhưng cực kỳ kỹ thuật và hiểm hóc. Đó là đặc sản của hội làng. Những 18-15 chuyển nội dung rồi. Pha đề bóng của Bùi Văn Cường. Cơ hội lại đến. Bây giờ là Thạch Đen. Vẫn là những pha phá chắn của chủ công đến từ miền Nam. Mọi người ạ, cực kỳ quan trọng ở ván đấu này. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Đó là pha tấn công của Thạch Đen. Điểm cho Học viện 3-2. Xử lý biên 4 của Thạch Đen và biên 2 của Bùi Văn Cường rất mạnh. Vâng, các bạn thấy những pha tấn công xử lý có điểm rơi, những pha tấn công kỹ thuật hiểm hóc của Thạch Đen không hề mạnh các bạn ạ, không hề uy lực nhưng mà ăn điểm đến 99%.